cà chua, đậu bắp, bầu bí, đậu qua, xoài, nấm. 15 có cái bông hẹ. Từ ai có hỏi bông hẹ đó. Đây là chợ rau quả của chợ nông sản Thủ Đức. Đậu rồng. Đậu rồng ăn rất tốt nha. Chị ơi, năm nghìn một ngày cho chị ơi, năm nghìn, năm nghìn. Trắng là củ cải, củ cải trắng, đỏ là củ cà rốt, đỏ là cà rốt, trắng với đỏ.
cô.